Châu lục cung nương sắc phong châu lục cung nương vốn dòng trần thị sinh trên nón ngàn hiếu lục giang là nơi mê cấm địa chín tư ngàn tu khơi là nơi chúa tiền vâng lệnh y nhờ ra ngoài bàn hoan. Đêm hôm xuống trần gian báo mộng, trần thị nương tâm động bào thai mùa thu tháng chín lẻ mười. Đôi thông uyên xa chiều hơn hờ cả bản làng xì số bảo nhau mới hay như ý sợ cầu ý à. Là lục cung nương hương trời sao khéo phi thường đi. Gương trời màu nước trong leo lèo trách ông trăng già sao khéo vần vơ vô tình ép buộc lòng lòng tư ý. Sầu thảm nhớ thương ý. Sâu thẳm nhớ thương
trong dạ ruột quặn đau. Trải bấy lâu thiên đình sai xuống hết hạt rồi, chờ gót về tiên trầu còn thương nhớ thung huyền. Dầu thiêng hiền tích trong mơ biển chín tư. Điều ao thắm dịu dàng bước ra, cô nàng cả dâng anh đúc tiền. Hãy subscribe.
tâm ma hiến đủ ba tuần. Ốc dăm ba chú cua canh mười ba con dâng lên châu bà của là vật ngon. Châu lục nhờn nhớ lên ngàn nền, ấy nét đoan trang nào ai dám đỏ. Tiếng anh linh lừng lẫy thế gian thung dung, cợt khách qua đàng. Nước chi một bầu cảnh tiên đã nên đứng danh truyền trong Nam Việt, hóa phép màu lấm liệt ái qua non buồm vai quẩy lăng hoa. Ông binh thủy trở xa về, nhất nhị tam thanh khôn ngoan trần thế lọt vành. Trần thế lọt vành ngao du dạo khắp rừng xanh khải hoàn, khi thừa nhàn xe loan cung điên hiện ra người phận điểm xón tô bạc giang về mèo chín từ y. Cung hiển thanh đền thờ trang nghiêm, ai lên tới suối ngang Bắc Lệ hỏi thăm đền Châu Lục nơi nào, hỏi ra đền lúc mà vào. Châu Lục ngựa thấp cao mấy tầng,